Rồi. Ông Lục đang làm gì đấy? Ủa? À, mình thấy có một bóng dáng đỏ đỏ quý anh chị. Hello quý anh chị và tất cả các bạn, quay trở lại video mới của mình. Thì hiện tại mình đang có mặt tại ở trong phun sóc quý anh chị. Thì ở đây là địa bàn toàn là người dân tộc và người Khmer rất là nhiều quý anh chị. Thì hồi nãy mình có gửi xe ở phía bên ngoài và mình uống nước. Thì người cô có chia sẻ nói khu đây rất là tâm linh cả nhà. Quý anh chị cũng thấy hiện tại mình đang ngồi ở đây thì nó có con đường nhưng mà nhà cửa nó rất là thưa thớt quý anh chị. Thì người cô có chia sẻ nói con đi qua hết cái tuyến đường này và qua một cánh đồng có một cái rừng cây rất là to lớn ở ngoài giữa đồng. Thì ở nơi đó nó có nhiều ngôi mộ cổ và thường xuyên xuất hiện về tâm linh. Thì hôm nay mình nghe người cô kể rất là linh thiêng, thành ra mình cố gắng mình lội ra ngoài đồng với anh chị. Thì tí nữa mình sẽ đi ra ngoài đồng mình khám phá về tâm linh. Thì quý anh chị cho mình xin mỗi một người một like ha. Quý anh chị nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình ha. Chó đâu đây vậy trời? Ông ơi, đi tìm vong mà chưa thấy vong mà chó lại nó dí mình cả nhà. Chó này kỳ lạ thiệt. Ăn bánh không? Chó đây là của người dân tộc người Khmer quý anh chị. Mình nói tiếng Việt nhiều khi nó không hiểu quý anh chị. Thường thường bà con ở trong phun sóc nuôi chó họ kêu chó mèo họ nói toàn là tiếng Khmer. Kì. À nó nghe. Kỳ lạ quá, mới vô đây đi khám phá chưa có được gì hết mà gặp mấy chú chó dí mình rồi. Sao? Tôi có làm gì đâu, sổ mấy chú. Chó này chó quen hay gì trời? Hay là chó tâm linh ta? Có phải chó tâm linh không? Tệ quá trời rồi. Sao? Ăn bánh không? Lại đây tôi cho ăn bánh nè. Sủa tôi làm chi vậy? Hả? Cái gì sủa đó? Hả? À, hai chó này có thể là của người dân tộc người Khmer. Ở phía bên đây có một cái nhà quý anh chị. Trời đang chuẩn bị mưa cả nhà. Mình cũng cố gắng mình đi khám phá về tâm linh chứ bây giờ ở nhà thì không có clip cả nhà ơi. Muốn quay được một clip rất là cực khổ luôn. Mình đến đây là cái vùng đất rất là xa lạ với mình. Mình chạy đến đây là tiền xăng khoảng cỡ 50.000 tiền xăng cả nhà. Ý là mình chạy xe phun xăng điện tử. Gì vậy? Cười lạ thiệt ta. Trời ơi, có dí mình rồi cả nhà. Người cô có kể nói mình phải băng qua cái rừng dầu này rồi mình mới ra một cánh đồng rồi mới gặp được ngôi mộ cổ của anh chị. Trời ơi, hôm nay gặp nguyên ổ chó đâu ở trong rừng vậy trời. Mấy chú đâu đây mà quá nhiều vậy mấy chú? Tôi đâu có ăn thịt cầy đâu.
Ngày xưa mình ăn nhiều dữ lắm cả nhà, nhưng mà sau này mình bỏ luôn. Mình không có còn ăn thịt cầy nữa. Rồi. Lục đang làm gì đó. Đó là củi hay gì vậy sư? Củi ha. Rồi. Nổi không? Chỗ này là để dành sử dụng ha. Sử dụng lò thiêu phải không sư? Nấu nước ha. Mình có thể mình đi đường tắt quý anh chị. Đường này theo mình đoán có thể là đường đi vào chùa quý anh chị. Thường thường ở trong chùa các vị sư trồng những cây này quý anh chị. Cây này là kêu bằng cây thốt nốt ha. Ở đây thì mình thấy khung cảnh rất là tuyệt vời cả nhà. Đường này là có thể là đường đi vào chùa cả nhà. Mình thấy có vị sư đi ra đi vô trong. Trời ơi, khung cảnh ở đây rất là tuyệt vời luôn đó nha. Chim kêu quá trời quá đất luôn. Đường này qua bên kia đường trời. Theo mình nghĩ cái hướng mình đang đi là ở trong rừng quý anh chị, còn cổng chùa là ở phía bên kia cả nhà. Rất là rộng luôn. Thử cây quý anh chị. Mình mới xin ông Lục đi qua đường này để đi tắt ra cánh đồng cả nha. Chùa ở đây rất là đẹp ha. Đường này được không ta? Ở đây là học trò đến học với anh chị ở trong phun sóc á, những đứa trẻ đó với anh chị. Ở đây nhà chùa dạy miễn phí. Có thể các vị sư dạy cho các đứa trẻ ở trong phun sóc là tiếng Khmer của anh chị. Có em bé vừa chỉ mình nè. Chỉ gì đó con? Chùa quá lớn ha. Ở đây là trường học đó nha, chứ không phải là chùa ha. Ôi cha, ở đây có bán nước nữa hả ta? Bán này đủ luôn. Rồi, lọt ra cánh đồng rồi cả nhà. Mình có thể dừng video khúc ngắn này tại đây ha. Mình ra ngoài mình ghi tiếp nha cả nhà. Đó.
xa xa ở phía trong đó là mình thấy có một ngôi mộ rất là cổ xưa cả nhà. Ngôi mộ này có thể là của ông cụ hoặc là bà cụ người Trung Hoa. Thì ok quý anh chị, mình thấy ở dưới cái ao này có thể là bà con giăng lưới để kiếm sống cả nhà, giăng lưới để kiếm cá. Mình cảm thấy lưới này nó bị hư rồi quý anh chị. Trời ơi, ai mới thăm dính được con cá sặc mà nó chết rồi cả nhà. Ở đây nhà cửa rất là vắng quý anh chị, còn thưa lắm, rất là hoang vu. Ở đây người dân tộc có, người Việt có. Người dân tộc là chiếm khoảng cỡ 80% quý anh chị, còn người Việt của mình thì khoảng cỡ 20%. Ở đây đồng ruộng của bà con làm rất là xanh mơn mướt, rất là tốt cả nhà. Ở ngoài giữa đồng mà có một khu nghĩa địa, cây dầu rất là lớn của anh chị. Trời ơi, dính nhạc đâu đây nữa vậy trời. Ủa? À, mình thấy có một da bóng dáng đỏ đỏ quý anh chị. Mình thấy họ mắt mình. Để mình tiến hành đi vô quý anh chị. Không biết có dính nhạc không đây. Ở phía bên kia mình thấy có một ngôi nhà đang hát rất là to lớn luôn cả nhà. Còn cô gái này ở đâu rồi ta? Đâu trời, rõ ràng là hồi nãy mình mới thấy đây mà ta. Tôi chào cô nha. Trời ơi, nãy giờ cô ẩn, cô hiện ngay chỗ này mà tôi không thấy nữa chứ. Ok ok, cho hỏi mộ cô gần đây không ha. Con mắt mình nó ghê chứ. Con gì kêu trời.
Ủa cô đây phải không cô? Trời ơi, mộ này mộ cổ mà ta. Mình thấy mộ này là rất là lớn tuổi cả nhà. Có thể trên 200 năm mộ này. Trời ơi nhạt quá không biết sao đây nữa. Con mắt tôi đến đó hả cô? Mộ này là của ai vậy cô? Ông cụ, ông cho phép con ngồi trên này một chút xíu ha. Mộ này của ai cô? Mộ của ông cụ của người ta hả? À, cô có thể nói chuyện lớn lên, cô nói chuyện nhỏ quá. Tôi nghe không rõ. À, tôi đi vô đây khám phá về tâm linh. Rồi vong hồn của cô, mộ của cô ở gần đây không? Tại sao đi qua bên đây, đứng bên đây lúc 12 giờ trưa cô? Cô nói gì? À, cũng như là mộ cô ở gần đây rồi cô qua bên đây cô gán vào mộ của ông cụ để chơi đó ha. Ừ. Mộ này có mấy trăm năm rồi cô, mộ ông cụ nè. Vậy hả? Theo tôi đoán mộ này của ông cụ có trên 100 năm. Chữ Hán không sao tôi biết mà đọc. Rồi bên kia cái gì ta? Có chùa Khmer nữa. Chùa Khmer họ đang đọc kinh quá trời cả nhà. Quý anh chị nào biết chữ Tàu thì chữ Trung Quốc á, quý anh chị nhớ đọc cho mình ha. Cô gái này kêu mình đọc chữ này làm sao mình biết. Tiếng Việt, chữ Việt mình đọc còn không xong nữa. Cô biết chữ này không? Có con voi, con này con kêu quá trời luôn ta. Con lân nữa nè. Bên đó là con sư tử cả nhà. Hả? Sợ gì vô đây cảm thấy nó rất là tuyệt vời. Bởi vì ngôi mộ này rất là cổ xưa nè. Rồi có nhiều thú vật bên đây như có nhiều động vật cũng như là bên đây voi và bên kia là kỳ lân, còn ở trên là sư tử. Còn ở kế bên mộ cô, kế bên chùa, tại sao mình không đi qua chùa mình chơi mà mình đi qua bên ngôi mộ cụ chứ vậy? Cái gì? Dọn mộ hả? Nãy giờ cô dọn được gì không? Dọn lá dầu này đem về làm gì cô? À. Cô năm nay được nhiêu tuổi ha? À, cô gái nói là cô 20 của anh chị.
Cô mất lâu chưa? Hai năm hả? À. Bởi vì mất con? Bệnh hay gì? Cô bị gì? Phong hả? Bị phong rồi sao mình mất? Phong thì bình thường ai không bị phong, đôi khi cũng nổi ghẻ, nổi mì đai đâu. Cô bị phong gì? Lỡ đầu tay chân chân hả? Ồ, hàng chi nhìn thấy ớn quá. Rồi ngón chân cũng sức hết trơn hả? Ồ. Năm 12 tuổi đến năm 18 tuổi luôn hả? Rồi gia đình của cô có đem cô đi khám bác sĩ là có biết bệnh phong gì không? Phong gì cô? Phóng xạ hả? Phóng xạ là do làm sao? Em đi bị nhiễm chất phóng xạ hả? Cha em ngày xưa đi cách mạng hả? Rồi cha ông bị nhiễm chất phóng xạ phải không? Rồi về cưới vợ ở với mẹ em. Rồi sanh ra bao nhiêu người con bị nhiễm, cũng như là bị phong mà nó lỡ mấy đầu ngón tay á. Bị hết luôn hả? Rồi nó có bị lỡ đâu nữa không? Vậy hả? Rồi nó lỡ như thế nào mà em mới mất? Thấy thúi thịt luôn hả? Như vậy là nó bị ngay chỗ nào mà em mới mất? Lỡ chỗ nào? Vậy hả? À, lỡ ngay lưng hả? Như vậy là cô gái nói là cô bị phong quý anh chị, mà sức đầu ngón tay chưa, rồi cô bị lỡ lưng luôn. Lỡ lưng của cô là nó làm quyết định cho cô bị ngộp thở hay sao? Lỡ vô chúng gì mà ngộp thở cô? Lủng phổi luôn hả? Trời ơi. Còn mấy ngón tay là nó chỉ xúc ra thôi chứ nó đâu có nước vàng không hả? Hàng chi tôi thấy cô nước vàng quá trời. Phong này không biết có lây hay không các bạn. Thật sự mình đi khám phá tâm linh không gài cũng năm mấy hai năm mà mình chưa có gặp được cái vong nào mà rất là kỳ lạ như vong này. Con này nói bị phong mà nó lỡ mấy cái đầu ngón tay ra quý anh chị. Quý anh chị mà biết những cái chứng bệnh mà nó lỡ mấy cái đầu ngón tay ra thì quý anh chị nhớ comment ha. Phong đó là phong gì cô có biết không? Phong cùi hả? Thiệt không à, đó giờ tôi đâu có nghe ai nói mà phong cùi mà bị sức mấy đầu ngón tay rồi bị lỡ lủng vô tới phổi rồi mất đâu. À, nhiễm phóng xạ của cha cô đó ha. Ừ. Cha cô ngày xưa đi bộ đội hả? À. Như vậy là có thể cha của cô gái bị nhiễm chất độc dioxin. Phải không? Dioxin đó. À. Ừ. Rồi anh em có bị không? Hay là có mình cô? Anh em bị hết luôn, ghê rồi không? Rồi mấy người kia hiện giờ còn sống mà khỏe không? Còn mấy người?
mấy trai mấy gái em. Vậy là ba người anh của cô vẫn còn mạnh khỏe ha, nhưng mà bệnh thì còn không? Rồi cái chứng bệnh đó tôi nghe nói là hiện giờ nhà nước có bào chế thuốc được mà. Rồi anh em của cô uống vô nó có cầm cự được không? Ừ. Bây giờ nước vàng nó còn chảy ra không? Ồ. Rồi cô có chồng con gì chưa? À, mới 18 tuổi mà ha. Ngày xưa có đi học không cô? 2 năm trước á. Ừ. Cô gái nói 52 tuổi cô bệnh quý anh chị. Như vậy là cũng có học ha, nhưng mà bị sức đầu ngón tay chân ra bạn bè cười chê đó phải không? Rồi thành ra mới nghỉ học ha. À. Rồi bình thường chắc trưa cô hiện lên ngay khu nghĩa địa này cô đi chơi vậy hả? À, dọn mộ cho ông bà lớn tuổi hả? Ừ. Thì ok, hôm nay anh đi vô cái khu này khám phá về tâm linh, vô tình gặp được cô. Thì cô có muốn hưởng nhang đèn gì không, bánh trái gì không, tôi hay là cơm gì đó, tôi bày ra tôi mời cô hưởng và ông bà cô bác đi hưởng. Rồi xong tôi sẽ về, tại vì ở đây giờ đang mưa lớn nữa, khổ nữa cả nhà. Có hả? Ờ. Thì ok quý anh chị, cô gái ẩn rồi quý anh chị. Cô gái nói cô sợ trời mưa. Thì thật sự những vong linh đó, họ sợ trời mưa dữ lắm cả nhà. Vì gì họ sợ ông trời ổng sấm chớp rồi đó. Mà mình bây giờ thì mình hết sợ quý anh chị. Mình vô tới đây rồi, bây giờ mình phải bày đồ ra mình cúng thôi. Chứ bây giờ chạy thì không có chỗ nào để đục mưa hết cả nhà. Thua luôn. Để mình quay ngôi mộ cổ của ông cụ ngày xưa cho quý anh chị xem nha. Có con dâu nè cả nhà. Còn đây là chữ Hán ha, chữ Tàu. Còn đây là có ông sư tử ha. Còn bên đây thì mình thấy con này là kêu bằng con kỳ lân ha. Còn trong đó là con gì mình không biết. Ngôi mộ rất là cực kỳ đẹp luôn cả nhà. Chắc có thể ngôi mộ này ngày xưa thợ Pháp làm cả nhà. Mình thấy họ chạm bằng đá xanh cả nhà. Ở đây là có đầu con rồng. Rất là đẹp luôn. Đá xanh cả nhà ơi. Có thể ngôi mộ của ông cụ này ngày xưa ông cụ rất là giàu có quý anh chị, hoặc là có chức có quyền trong phun sóc này, trong cái làng này. Thành ra lúc mà mất được con cháu và chính quyền ở địa phương làm cho ông ngôi mộ rất là tuyệt vời, rất là xa xưa quý anh chị. Ngôi mộ này theo mình đoán nếu mà con cháu không có quật mộ
thì ngôi mộ này 1.000 năm vẫn còn quý anh chị. Còn hình này là hình gì ta? Rồi. Hình trăng. Ghê vậy. Ok quý anh chị, bây giờ mình có thể kiếm chỗ nào mình đục mưa chút xíu ở nhà ơi. Mình có thể mình đục mưa ở bên cái cây này mới được. Rồi chút xíu mình qua mình cúng kiến cho ông bà và mình cầu vong hồn cô gái ra để trò chuyện tiếp cả nhà. Ở đây là cây thốt nốt, nếu mà mình đục mưa mình ngồi ở đây là ok luôn. Mưa to luôn rồi cả nhà ơi. Ông trời ơi hết mưa giùm con. Con cúng kiến cho ông bà xong rồi con về ông trời ơi. Ở bên đây mình nghe có tiếng nhạc người dân tộc. Nhạc này có thể là nhạc ngũ âm của anh chị, của những người Khmer mà họ làm đám, làm phước. Có thể là họ mướn vài nhạc về, rồi như đám ma, đám tang là họ sẽ mướn của anh chị. Còn đám cưới thì họ không có mướn. Đám cưới có mướn không ta? Ngày xưa là mình nhớ đám cưới là họ cũng có mướn dàn nhạc ngũ âm luôn quý anh chị. Nhưng mà hiện giờ thì theo thời đại nó văn minh á, người Khmer họ không có còn mướn những dàn nhạc ngũ âm để đem về làm đám cưới quý anh chị. Điều cao của anh chị, ông trời bây giờ cũng bớt mưa rồi. Mình có thể mình bày đồ ra mình cúng quý anh chị. Điều cao của anh chị, bây giờ mình cúng kiến cho ông bà cô bác tại vị trí này quý anh chị. Những ngôi mộ mà được con cháu tu chữ lợi như thế này thì chắc chắn ông bà ở đây được con cháu chăm sóc mộ hàng năm quý anh chị. Mình thấy chữ này còn kiểu như chữ mới. Còn nếu mà những hàng chữ mà con cháu của họ không có đến đây để tô vô thì những ngôi mộ đó là có thể thất lạc con cháu quý anh chị. Con gà hay con gì vậy tại? Mình nghe nó bơi sụp sẹt ở trong bụi tre cả nhà.
Con mời ông bà cô bác phước mặt phước mày ở trong khu nguyên địa này ra hưởng cơm ha. Kỳ lạ thế cả nhà, ngồi ở đây nãy giờ cứ lo để ý bên bụi tre này không à, cái mộ rất là to lớn luôn cả nhà. Trời ơi, con gà nó hèn chi bởi vậy nó bơi trong bụi tre mình nghe rột rẹt cả nhà. Còn chùa Khmer thì ở phía bên kia cả nhà. Ở đây thì kêu bằng phum sóc, toàn là rừng cây không, nhà cửa có nha nhưng mà ít quý anh chị. Mình thấy cô gái đang ngồi hưởng cơm đi cô. Hưởng nhân đàn hưởng cơm đi. Ở đây tôi thấy có nhiều chùa Khmer, tại sao cô không vô chùa, cô phụ trong chùa đi cô. Mình nghe kinh Phật đâu. Người kinh hả? Khổ rồi chứ. Rồi chùa người Việt ở đây có không? Ở đây không có nhưng mà ở bên xóm bên kia có ha. Chứ chùa Việt thì có thể có mà cô. Cô gái nói tay chân của cô bị lỡ đó quý anh chị. Rồi đi vô chùa sợ anh ta chê hả? Tội nghiệp quá. Cơm hả cô? Mất mới có 18 tuổi, tội nghiệp hết sức. Mất được 2 năm rồi ha. Hôm nay mình còn thì mình khoảng cỡ 20 ha. 21. Cái bệnh đó là trước khi nó phát hiện là như thế nào em? Cái biểu hiện từ cái lúc mà năm 12 tuổi á. Em nói em bị năm 12 tuổi rồi cho đến năm 18 tuổi bị 6 năm như vậy đó. Trong quá trình mà ban đầu mà nó bị á là cảm giác như thế nào? Gái nữa hả?
Rồi đầu mà mấy cái đầu ngón tay làm sao? Nó sứt ra làm sao? Nó văng cái móng ra luôn hả? Nó gớt cái lóng luôn á hả? Trời trời, nghe ghê vậy. Rồi tôi ngồi gần con vậy có lay không con? Vậy hả? Ghen trong gia đình ha. Ghen trong gia đình bị mà tại sao mình đi học mà bị bạn bè nó chê mình sao ta? Cô giáo không có giải thích được sao? Cô chê luôn. Sao chê? Trời trời. Mình bị bệnh phong còn phong mà nó bị cùi mà mình ngồi tới đâu là phải chảy nước vàng vậy hả cô? Trời trời. Thấy không? Rồi cô ngồi đó vậy rồi hồi cô ngồi vậy rồi có chảy nước vàng không? Hả? Có à? Có thiệt không nha? Nó chơi chứ hưởng nhang đèn đi cô. Ăn cơm rồi đi. Rau câu rồi đó. Rau câu cam quýt bưởi gì đó, trái cây. Rau câu các loại trái cây nào cũng trồng đó cô. Ăn đi. Mình ở đây ở cái chùa mình xin vô chùa mình tu đi. Trong chùa đâu có ai chê đâu mà sợ cô. Vong ở trọng á hả? Rồi mấy vong ở trọng nó có cười chê không? Vong đây là vong gì? Vong người Khmer hay là người Việt? Chắc Khmer quá. Cô có like Khmer không mà thấy mặc áo đỏ đỏ vậy? Không hả? Rồi sao mà cô thích mặc áo đỏ? Cái lúc mà cô mất á là cô mặc áo đỏ hay sao? Lúc em mất là được cha mẹ may được bộ đồ đỏ này ha. Bộ đồ bà ba rất là đẹp mà. Là tính của em là em thích mặc màu đỏ hay là em thấy bạn bè nó mặc đồ đỏ rồi em mới kêu cha mẹ may? Cô gái có nói là cô thấy những người mà trang lứa với cô ở trong phong sóc họ thường mặc đồ đỏ, thành ra cô kêu mẹ cô may đúng không? Thường thường gái ở trong phong sóc là họ thích nhất là màu đỏ cả nhà. Gái cũng vậy và trai cũng vậy. Tại vì mình biết rất là rõ bởi vì bên ngoài của mình là người Khmer. Rồi bây giờ mình đi qua đây mình làm công quả vậy rồi chừng nào mình mới xuống dưới. Xuống dưới ngay ngôi mộ của mình á. Cũng như là cô hiện lên cô đi vòng vòng lại đây, cô tính lại đi ngôi mộ của ông cụ ngoài chơi nhưng mà gặp tôi rồi cô mới ghé giao tiếp để hưởng nhang đèn luôn đó ha. Rồi mình có biết chừng nào đi siêu thoát không con? Xử tội hả con? Cô gái nói phải chờ Diêm Vương xử tội xong rồi mình mới được đi siêu thoát ha. Cũng đúng. Rồi cơm nước đó cô hưởng xong chưa? Tôi cũng về luôn. Rồi tôi về nha cô. Rồi cô cũng về đi. Rồi tôi rút về luôn. Thì ok quý anh chị, cô gái đã ẩn rồi. Thì hôm nay mình đi vô phun sóc, mình đến ngôi mộ cổ của ông cụ, mình ghi hình. Nhưng mà hôm nay mình gặp được vong hồn cô gái áo đỏ, nhưng mà mình không có hỏi tên với anh chị. Mình nghe cổ bị bệnh phong cùi. Rồi cô nói cô hiện lên, cô đi vòng vòng trong khu nghĩa địa này cô chơi, nhưng mà vô tình gặp được mình.
rồi cô nén lại để giao tiếp với mình và hưởng nhang đèn và hưởng cơm. Thì cô có nói là chờ Diêm Vương xử tội rồi mới được đi siêu thoát với anh chị. Và bây giờ mình có thể kết thúc clip tại đây ha. Cảm ơn quý anh chị đã nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ. Chúc quý anh chị một ngày mới có thật nhiều niềm vui và có thật nhiều sức khỏe. Bye bye quý anh chị.